Anh ta thích đóng giả làm con nhà giàu, rồi tạo mối quan hệ với những người trong buổi tiệc chỉ để lừa tiền. Có cần báo cảnh sát không? Không cần. Chứng cứ này vẫn chưa đầy đủ. Tôi còn cách khác hiệu quả hơn. Có gì thì gọi điện báo tôi trước. Thời gian của tôi rất quý, có thể cứu được nhiều người đấy. Đúng thế. Ngày mai cậu có thời gian không? Làm ơn cứu tôi, tại vì tôi phải đưa Montha đến gặp mẹ tôi. Cậu giúp tôi nhé. Ban nãy anh vừa nói là bạn gái của anh Ratakui giống hệt Montira. Vợ anh Athit lại giống hệt người giúp việc của chị Mon. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.